bài tăng cổ. Và nãy giờ hôm nay cũng là một người con đi à, để giữ cho một người con trong gia đình đi. Nãy giờ hát về ca rồi, bây giờ Hoài Đưa sẽ gửi cho các vị một bài tăng cổ này, sáng tác nhạc của anh Vỗ Bằng Lâm, dân cổ Lý Bông Dừa. Bài hát tăng cổ được mang tên Yêu Mưa Nhớ Mẹ. Xin mời các vị cùng lắng nghe. À. Yeah.
Thank you.